Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội Real Tomama gặp FC Thanh Hóa. Ở trận đấu này, trọng tài người Việt Nam Xuân Linh sẽ là người cầm còi. Trước đó, hiệp đấu vừa diễn ra thì Real Tomama đã cầm hòa cầu thủ VNFC. Hai trận đầu tiên đều các đội đều chia điểm cho nhau. Thanh Hóa hòa Sunday, Real Tomama hòa VNFC. Đây là trận đấu thứ ba. Real Tomama, như các bạn nhìn thấy trên màn hình, bảo vệ cầu môn bên phía tay trái và Thanh Hóa bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Trọng tài đã thổi còi bắt đầu. Cẩn thận lật người nhá. Nguy hiểm. Chặn thôi em ơi, cứ chặn thôi. Hồ Bình Tân. Như này, cái đầu giờ luôn là những tình huống khá lơ là bên Real Tomama, rất dễ mắc sai lầm. Như trận vừa rồi gặp VNFC, đó là một tình huống không sai chính là trách nhiệm trong giảm cân. Ở vào. Bano FC Real Tomama 45. Đúng là một tình huống không thể nghĩ tới. Tới anh chống bia. Một phút ngoảnh đầu gãy lưng và một bàn thắng đã diễn ra. Tôi không thể nhìn thấy bởi vì nó quá nhanh. Quay được không? Quay được. Tôi chạy cho 45 người không lấy đi vào. Sẽ là một tâm lý khá thoải mái bởi đã dẫn bàn trước cùng với lợi thế sân nhà kèm theo hơn 2 vạn khán giả. Liệu Real Tomama lần này có thể mang về 3 điểm trọn vẹn hay không? Đăng điểm nữa. Mục tiêu xa hơn đây. Đi dẫn trước ngay những phút đầu giờ, có lẽ FC Thanh Hóa sẽ dâng cao đội hình. Đặt cẩn thận anh em ơi. Và đấm bóng luôn là của thủ môn Minh Tân. Ăn gượng. Ôi, thêm một tình huống nguy hiểm. Không được. Ôi, một pha ta long của Nguyễn Văn Hùng. Anh em cứu lên. Có lẽ Văn Hùng sẽ hóa thành người hùng của trận đấu. Tà đăng. Ừ, nhìn em ơi, hai người chung cánh này, Anh ơi, tà đăng vào trong này, đứng ở tầng này này. Cao chân lên một tí em ơi. Đình kính. Bóng đã chạm tay cầu thủ áo số 6 bên, áo số 66 bên FC Thanh Hóa. Còn tí sẽ là người xuất phát. Máu lên. FC Thanh Hóa và Real Tomama cũng đã có trận giao hữu trước đó. Như tôi đã nói với tiền đạo tài chính thì Real Tomama luôn tham gia. Từ em ơi. Trận giao hữu hay các giải đấu khác nhau. Nhìn này. FC Thanh Hóa cũng không kém cỏi. Họ luôn giành những giải lớn.
Thế một lần nữa Văn Hùng đã sút bóng vào cầu môn bên Thanh Hóa. Thế nhưng lần này bóng đã ra ngoài. Anh Đức đã giải nghệ đội tuyển sang thi đấu cho Real Toma. Cẩn thận em ơi, những quả như thế đấy. Quý Dương. Rồi biên đi, biên đi, biên đi. Sút biên cho Real Topama. Wow. Văn Hùng. Có lẽ sau bàn thắng vừa rồi, Văn Hùng sẽ được cầu thủ đội bạn chăm sóc một cách đặc biệt hơn. Luôn là một nhân tố bí ẩn. Một cái đầu nổi và một cái chân ma thuật. Lạnh quá. Cái sai dưa này, dưa này. Cái sai dưa ấy. Sút biên cho Thanh Hóa. Đấy, thấy chưa? Quý Dương. Tài chân này cẩn thận, trọng tài là để ý nhiều quá. Nhanh em một tí là anh Dương ạ, đỡ mất sức. Bóng kia, bóng kia, đây. Ok. Pha chạm bóng cuối cùng là của anh Đức. Anh Đức mà tôi đang nói là anh Đức của Real Toma chứ không phải anh Đức của đội tuyển Việt Nam. Anh em ơi, hai anh em cẩn thận nào. À, không hiểu ý nhau của anh Đức và Văn Hùng. Đình Kinh. Vị trí nào? Nhẹ quá rồi. Mời bạn phản công. Đằng sau này, đằng sau dưới này, dưới này. Bằng đội trưởng đã được trao cho Quý Dương và đội trưởng Cho Tuấn không ra sân. Chọc tay pin ở đây nhắc, ở bên cánh nhắc nhá. Anh dưới đằng sau này. Kì gai. Anh Hùng ơi, Hùng ơi, anh Hùng ơi, nhìn kìa. Ở sao bên mình nhìn không chứ? Góc cho Thanh Hóa. Vẫn là phạt góc. Đi lên, đi không ơi. Đổ bóng vào. Nguy hiểm. Giữ nhịp em, giữ nhịp. Tốt. Và sút bóng cho vui là của thủ môn Minh Tân. Trong nhà tài trợ chính cho giải đấu này là công ty bất động sản Toma đã quyết định trao giải thưởng cho đội giành chức vô địch là ba man kèm theo cúp và huy chương. Có lưu niệm thì đội nào cũng có rồi. Hai cái này chạy dọc. Chiếc cúp được thiết kế khá đặc biệt, được mạ vàng 24K. Đề nghị các cổ động viên quá khích đứng sát vào đường biên. Sai dư này. Này đã ngồi xuống rồi nhá. Công an đâu? Bảo vệ, bảo vệ. Ở đây chúng ta có rất nhiều cổ động viên quá khích. Bảo
Vẫn là pin cho Real Tomama. Đỉnh kính đưa bóng vào. Bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Tiền Thanh Hóa phản công. Văn Hùng. Một pha xử lý khá bình tĩnh và sắc bén của Văn Hùng. Thế nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn bên Thanh Hóa. Một cái đầu nổi và một đôi chân đầy ma thuật. Văn Hùng vẫn là một nhân tố đầy bí ẩn. Ok em, giữ bóng, giữ bóng. Bắt người này, vị trí này. Bật góc cho FC Thanh Hóa. Vâng, trận đá cuối cùng ấy. Đá thì đấu toàn cứ đi mà. Bên đá nghỉ hai trận nữa. Nghỉ thế là nghỉ hơi xa dài lắm. Bóng đá chạm tay Quý Dược. Phút thứ 12 của trận đấu và số vẫn đang là 1-0 nhưng về phía Real Tomama. Một bàn thắng đến từ rất sớm. Bây giờ là 2:15 giờ địa phương và nhiệt độ đã hạ xuống 6 độ. Cho sát hàng sát này. Nhìn nhầm gôn thôi. Và trận bóng cuối cùng là của Văn Hùng. Bây giờ là 6. Trận của số 19. Rồi về bắn người này nhìn cánh này. Ok em. Có hai người cản phá là có thủ môn Ninh Tân. Đó tức là trọng tài là che máy quay. Góc này có FC Thanh Hóa. Tớ sát lưng này em ơi. Tình huống khá lộn xộn. Bóng vẫn trong tầm lại. Như nào? Ok. Và sút xa của cầu thủ bên FC Thanh Hóa. Anh kéo vàng kìa, lại lấy kéo vàng mà. Bàn tín cho bóng vào. Góc dành cho Real Tomama. Được bóng vào. Quý Dương. Bây giờ sẽ làm cú sút thắng thì hay hơn. Ok em. Cản phá rất tuyệt vời. Cố gắng lên. Có lẽ thủ môn bên phía sân đầy sẽ phải ngại tranh tức găng tay vàng đối với Minh Tân. Nhập vào ok. Và chuyển bóng đài là của Văn Tiến. Văn Hùng đứng đợi rất lâu không được bóng, rất tiếc nuối. Bóng đầu tần các cầu thủ Thanh Hóa. Cứ xong tuyến này. Văn Hùng, bóng đá đầu tần của Văn Hùng. Đi vào. Cú băng lên rất nhanh của anh Đức. Thế nhưng không gây được sóng gió bên Thanh Hóa. Nhìn số 12 lại nhớ đến Văn Quyền. 45. Văn Quyền là... Chưa tỉnh, chưa tỉnh hẳn biết. Chắc tay kia thì bảo đấy. Không nhìn xa được. Không lấy. Cháu đội bóng có thể yên tâm bởi trong giải đấu này bên FIFA tôi sử dụng công nghệ VAR. Anh Đức ơi. Trời ơi. Một tình huống tranh chấp
Anh em ta bắt tới tay nhau ôm nhau cái đi. Thế nhưng không được. Đấy cứ phải như thế. Chèo chèo thì nó nóng. Đi kí, đưa bóng lên. Tắm về nhanh vị trí em ơi. Bắt đầu, không được. Đấy, thấy chưa? Sức trẻ và sức khỏe đấy, thấy chưa? Và lăn xa. Một bên sức trẻ, một bên gần kinh nghiệm. Nói tao mùi hơi quá. Thấy dính tóc. Dưa này, nói tao mùi chật tròn. Những phút cuối cùng của anh một. Thì số vẫn là 1-0 mình về đưa ra tôi mà. Còn 2 phút anh. Đấy, sức trẻ và sức khỏe. Còn 1 phút nữa. Anh Đức. Không, và Trịnh Đức, anh Đức và cầu thủ bên Thanh Hóa. Bóng vẫn trong tay anh Đức. Quý Dương, bắt đầu. Tình huống đánh chấp rất quyết liệt. Sư Bình tôi ra tôi anh Đức. Đình Kinh. Đó là Đình Kinh, đâu không vào. Ôi. Thế là khá khăn, thế nhưng không vào lưới được. Hai người bên dưới FC Thanh Hóa. 1. 1 phút nữa. Còn 50 giây. Bắt sát được sau lưng tay, sau lưng tay. Chưa. Hà đội bóng lên của thủ môn Minh Tân. Vào đâu? Thế rồi anh ơi. Bóng đã đi hết đường hồn. Trọng tài đã thổi còi kết thúc 1-2 đội FC Thanh Hóa và Real Tô Ba. Trận đấu này Văn Hùng là người ghi bàn nâng tỷ số 1-0 cho Real Tô Ba. Đây Văn Hùng. Trên màn hình. Ông đá bóng vào hụt chết này. Cái gì ấn quay luôn. Anh là anh muốn uống bia cho anh cúc người. Mấy em khởi động vào thay người này. Đây em biết gì. Nhìn từng sóc một lớn. Sao ở đâu? Sáng không? Sao có nút home? Camera lại ngang 8 à? 8. Sáng này sáng hơn. Sớm em. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp 2 giữa hai đội Real Tô Ba Ma gặp FC Thanh Hóa. Real Tô Ba Ma bảo vệ cầu môn bên phía tay phải, đồng phục là quần đỏ trắng sọc đỏ. FC Thanh Hóa bộ đồng phục màu vàng bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Bóng đang trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Ở hiệp 1 vừa rồi Real Tô Ba Ma đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Trên hiệp 2 này họ tỏ ra một tinh thần khá thoải mái. Liệu Real Tô Ba Ma có giành chọn được 3 điểm trong hiệp đấu này hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Và băng lên khá sông sáo của anh Đức. Kính về giữa, kính ơi. Bên dành cho Real Tô Ba Ma. Tình huống nguy hiểm. Dứt bay. Alo, thủ môn Minh Tân. Pha băng lên cắt bóng rất kịp thời. Phạt góc dành cho FC Thanh Hóa. Ghi đứng im ấy. Thank you.
tiếp tục lên em ơi, tập trung vào em ơi. Bóng khá căng chú vào cầu thủ áo số 19 lên Leandro Mama. Vâng, đã có một cổ động viên quá khích. Yêu cầu các cổ động viên quá khích ngồi xuống. Trọng tài, trọng tài. Cổ động viên Hiệp và cổ động viên Dương. Vẫn là phạt góc dành cho Thanh Hóa. Một pha cố định như thế này là khá gay cấn. Chính các em đang đá rửa không phải đá cánh đâu. Ôi có trọng tài anh ơi. Độ đang hạ xuống khá rét. Tài đâu đầu lắm. Đây là tài, tài bắt 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 bóng người, tài tài nhà tài xế nhá. Tài xế thì phải gọi là tài xế chứ. Phải cho vận động viên tí à, cầu thủ tí vào mới ghi bàn được. Bàn tính được nó lên. Bóng bay thẳng lúng vào phía thủ môn bên Thanh Hóa. Trong cặp anh có cái sạch tích được sau không cặp ấy. Bật góc dành cho Thanh Hóa. Nguy hiểm. Pha móc bóng. Pha móc bóng bỗng có cầu thủ băng áo số 91. Có đúng. Không được. Đình Kính. Và chuyền bóng lại có Đình Kính. Tuy nhiên không có cầu thủ nào cắm phía trên. Đạo cao lên ơi, đạo cao lên, kéo họ xuống. Đạo cao lên. Sút biên dành cho Real Tobama. 4 rồi. 15 phút nữa. Trời ơi. Còn đây. Và móc bóng cho đội bạn à, cho cầu thủ đội nhà rất đẹp của cầu thủ bóng số 7. Rất tốt. Người mà đánh chặn vào rồi là Đình Tùng. Bài đấy. Cô ta. Một tình huống dứt điểm bên phía FC Thanh Hóa. Hậu vệ đúng vị trí nhá. Tên gì ạ? Thành. Hai người bên Real Tobama, cầu thủ Văn Thành, mã số 17 sẽ Văn Thành, là Văn Thành. Người vào sân. Xin lỗi Văn Thành. Gì đấy? Đi bạn. Văn Hùng. Có lẽ lấy được bóng khá dễ nên anh đành phải nhả lại cho đội bạn. Không được rồi. Còn nếu mà gót được qua thì đẹp hơn. Kính ơi. Kính đã để mất bóng. Bên dành cho FC Thanh Hóa. Cẩn thận trong tài nhắc nhở đấy. Đã có những ý kiến bên đội bạn. Nào như đông đang về đúng không? Các bạn em Hải ơi, nhiệt lên. 12 giờ mới thi mà nó thi 3 tiếng mà. Tiếng biết làm được không phải ra ngay. Bây giờ làm được anh. Nó khoanh vào nhìn cái là biết được khả năng mình đâu, cứ khoanh nhanh rồi thế. Cứ theo đi, cứ theo đi. Nguy hiểm thế. Và đánh đầu khá nguy hiểm. Ok, là máy quay của chúng tôi không thể bắt chọn được hình ảnh vừa rồi.
Ok. Lắc đầu rất đẹp của anh Đức. Ừ, khá nhẹ. À, đá biên. Theo là theo trên nào, theo trên này. Đá biên cho Thành Hóa. Chắn nào, chắn nào. Lối đi. Người ta đá rồi bạn ơi. Đi chỗ trường này đồ sộ hơn. Tốt. Pha tranh chấp rất quyết liệt. Cần một nửa thời gian hiệp hai sắp trôi qua. Thái người bên Real Tobama cố gắng lên nhá. Vâng, lão tướng Văn Huy sẽ là người vào sân thay cho Văn Hùng. Lại Văn Huy với chiều cao 1m73, thân hình hơi béo một tí. Anh ta đã từng là một tiền đạo xuất sắc. Sau một thời gian tốt em ơi. Và bắt bóng tốt của thủ môn Minh Tân. Đứng đi. Đi kinh, đưa bóng lên. Không được. Sút biên cho Real Tô Bóng. Hải Huy. Bắn nào. Anh Đức ơi. Trời ơi. Ông này. Tôi gọi tên anh Đức thì Đình Tùng trả lời. Thế nhưng câu trả lời của Đình Tùng là một cú bắn chim. Anh Đức gọi và Đình Tùng là trả lời. Rất may là bóng đã đi xéo vạch gôn. Tuấn đâu rồi? Và đánh chặn vừa rồi của Đình Tùng. Anh Đức vẫn là anh Đức. Anh Huy không chạy sao? Anh Huy cũng chạy mất. Anh Huy chỉ làm tường và sút một chạm thôi. Sân bóng cấm những người trên 70 cân đấy. Cho hỏng sân. Điều là những tình huống tranh chấp rất nguy hiểm trong vòng cấm. Sâu xuống. Pha chuyền bóng của thủ môn Real Tobama dành cho thủ môn bên Thanh Hóa. Đẩy sau nha. Ui, và đánh đầu hụt. Không được. Trọng tài đã thổi còi. Bóng kìa. Tiền đạo. Trọng tài đã từ chối bàn thắng của Văn Huy sau khi tham khảo công nghệ VAR. Rồi, biên đi. Lùi tính nghe. Dày. Dây. Không phải bỏ chốc tải nữa. Kính dây kìa. Chúng đi cho Thành Hóa. Ê!
vẫn chưa thể suy thủng được hàng phòng ngự của Real Madrid. Phút thứ 11 và tỷ số trận đấu giữa Real Madrid gặp FC Thanh Hóa vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ bên phía Real Madrid. Đưa bóng vào. Ui. Và bật lên đánh đầu rất tốt của anh Đức. Thế nhưng bóng đi hơi sai một chút. Anh Đức của đội tuyển Việt Nam cao 1m81. Và anh Đức này cao 1m61. Làm gì là tới 1. 61 em. Không được. Từ em này. Bình cho Real Madrid mà. Ôi anh Đức ơi, anh béo ơi. Pha xử lý hơi lệ đề của Văn Huy. Trả ngựa. Anh Đức rất hay. Nào anh ơi, sút ra. Ôi trời ơi. Rồi, tốt rồi. Rất tiếc những tình huống đau sợ như vậy. Thế nhưng bên Real Madrid không thể tận dụng tốt được tình huống. Nhưng dù sao cũng rất đáng khen cho những nỗ lực mà anh Đức đã gây ra. Nguy hiểm. Hay quá. Rất may. Cánh này yếu quá, cánh này đã chậm quá. Hai người bên Real Madrid, cầu thủ áo số 5 sẽ vào thay cho cầu thủ áo số 17. Bằng rất nhiều những tiếng heo giò từ các cổ động viên. Heo giò anh. Nhanh, nói nhanh. Mày đừng có bắt lỗi. À, trận đấu còn 5 phút nữa. Mà thấy quá rồi, anh nhìn em anh nói ra heo giò à? Nào nào, im đi, bình luận viên làm việc. Nguy hiểm. Rất may. Bóng gió đã trôi qua. Nhìn thấy lên này, lên này. Lên đạo này. Hút xong vào, xong vào. Khoan để cắt em. Christian Văn vẫn là Christian Văn. Trường Hiếp. Rồi, đá đi. Cố gắng lên. Anh Đức luôn là một cầu thủ rất sông sáo trong những tình huống tranh chấp. Cận thành vừa rồi. Hóa đã bị đau. Thanh ấy khi nãy gửi được chưa? Hả? Gửi được chưa? Không, đã quên rồi, không gửi được đâu. Ôi dồi ôi, không bảo anh luôn. Có lẽ cầu thủ vàng áo số 6 bên đội bạn tỏ ra không hài lòng. Sao vậy em? Dạ? Sao không lấy máy em quay? Lúc em lấy, em anh lấy máy luôn, em nó sạc. Bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hóa. Siroban. Chú ý. Đúng là số 7 đúng không? Ừ. Không phải là Luis. Bắn nhanh lên. Và tranh chấp khá quyết liệt. Ô sao lại cắt rồi em? Cắt đang bị có người gọi. Còn 3 phút nữa thôi. Ôi trời ơi.
Đây, còn 2 phút nữa này. Sai vị trí nha, đúng vị trí bạn nha. Nhìn cũng người gọi. Vô duyên. Để xong quay, để chế độ máy bay đi. Đúng rồi. Ok, ok. Em ơi, Tống ơi, dậy dậy kìa. Dậy nó dậy tuốt. Dậy không? Dậy không? Dậy không? Dậy không? Dậy em, lên 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 một tí. Rồi xong rồi đó, qua đi. Qua đi. Ôi. Theo đi. Em hơi tội đồ đấy. Anh phải giảm cân đi. Tôi giảm một mắt. Những phút cuối cùng của Hip Hai. Liệu Real Toma có bảo vệ được tỷ số trận đấu? Rồi bạn đang phản công. Còn 3 đường nữa nhé. Đi lên này, đẩy sao lên, cao lên. 1 phút nữa. Qua lên đá đây nhá. Còn 1 phút nữa trọng tài ơi. Còn 1 phút nữa. Còn nó phát này, bóng chết không vào đâu, thả luôn. Wow. Về. Lôi lên. Rồi bạn phản công. Sút thẳng. Rất tốt, pha đánh chặn vừa rồi có lẽ là của Văn Tiến. Anh ơi, chết rồi, anh ơi. Tính rồi. Tính vào đi, tính vào đi, tính vào đi. Anh em bên em à? Bên nào? Bên này, bên này. Hết đâu. Rồi. Xa la lên cắt bóng. Vừa rồi là có cầu thủ áo số 6. Mọi người anh ơi. Anh Linh ơi, nốt quả này nhá. Sút pin dành cho Thanh Hóa. Đây sẽ là một cơ hội gần như là cuối cùng. Rất tốt. Và cái pha đánh chặn vừa rồi của Văn Tiến. Những giây cuối cùng. Nhẹ nhàng